đây. Tiền gọi là thợ tiền, mẫu mình hồ lô như vậy. Cái này là công đoạn ra trăm hồ lô, gọi là pháp khí hồ lô đó. Đây là chất liệu gỗ trầm hương nha quý các anh chị. Xin chào các anh chị YouTube. Đây là gỗ trầm hương, đỡ ra một tác phẩm trầm hương, đỡ ra một tác phẩm hồ lô. Thể siêu tầm trước mắt là cái gỗ, gỗ gọi là chất gỗ trầm hương. Thì mình tìm ra cái gỗ trầm hương rồi, phải tìm tới nghệ nhân, tìm tới nghệ nhân làm ra, tiện ra cái tiện ra hình thù của pháp khí hồ lô. Giá trị là cái đó. Chức năng của trầm hương á thì nó tẩy cái tà khí. Cái cổ da to to nha chú. À, cái cổ bột hồ lô á, tẩy cái tà khí đi, thu cái linh khí về, tức là thâu sự may mắn á, thâu sự may mắn, xua đẩy những cái âm khí đi, âm khí tức là khí âm á. To là nhiều, cái bình hồ lô to to kì, chả quá đâu, quá thêm lắm. Tẩy cái chức năng của pháp khí hồ lô thì thâu lại cái dương khí đó, đẩy xua đi cái tà khí đó, đem sự linh khí về trong gia đình may mắn, xua tan những cái phiền muộn. Đây là công đoạn là ban đầu, tiện về xong rồi phải trì chú vô nữa. Thì chú ấn pháp khí vô, ấn chú vô cầu chư thiên gia hộ, rất là vi diệu, về tâm linh không lý giải được. Tin tại ngã, bất tin tại ngã. Vàng thì mua rất là dễ, còn trầm hương này tìm rất là khó, gọi là ngậm ngải mà tìm trầm. Tức là tìm nghệ nhân cho giỏi, người ta tiện ra cái bình hồ lô. Trong nhà mà thờ cái bình hồ lô á, rất là may mắn, nó đem sự tài lộc về cho gia chủ, đem sự bình an. To đi, to chứ, tận dụng mà. Đi sâu vô nó hết trầm, hiểu không? Trầm rất là quý, càng tiện vô sâu tốt. Sâu vô là nó hết trầm. Nó ra cái hình hồ lô thôi. Quan trọng là cái trầm đó. Trầm này nó mất lắm, mất nhiều hơn vàng mà. Cái gỗ trên thế giới này quý nhất là cái gỗ trầm hương. Còn đàn hương bây giờ khó lắm, đàn hương bây giờ tìm không ra đâu, tuyệt chủng rồi. Giờ còn cái gỗ trầm hương mà trên rừng trên núi đã hết rồi, thì khó tìm lắm. Thoại bây giờ giỡn rồi, nó hơi mờ, quý bạn thông cảm. Này là bột trầm hương, đó là một trầm hương quý lắm đó. Đó là sắp ra sản phẩm rồi đó, giờ chỉ cưa ra làm nguội lại, đánh bóc này thôi.
rồi về nhà mới tẩy uế, tẩy uế rồi mới khai quang điểm nhãn, khai quang điểm nhãn cầu pháp khí, ấn chú vô thành phẩm, tinh tấn vô trong vòng một tháng đang hoa hương quả, phải thành tâm. Tức là $500 nhé, $500 một cái, tức là $500 một cái đó, tính ra là mười mấy triệu đó, mười mấy triệu là có, nhưng mà đôi lúc là không có duyên đâu, không có duyên là tìm trầm không ra, vì có mười mấy triệu nhưng mà không có trầm đâu, trầm tìm rất là nan y, có duyên lắm, có duyên lắm mới gặp được cái trầm hương, có tiền tỷ mà tìm không ra đâu.